nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế, hợp tác và đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và năng lượng. Mới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đã làm việc với Bộ trưởng Kinh tế ông Mika Lilita cùng đoàn doanh nghiệp Phần Lan. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai bộ nhấn mạnh, năm 2018 đánh dấu kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hai nước đang chuyển dần từ quan hệ đối tác phát triển sang quan hệ đối tác cùng có lợi. Do đó hai bộ sẽ tiếp tục duy trì tăng cường trao đổi để xác định những phương hướng hợp tác cho giai đoạn sắp tới, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế nhằm đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hai bên đầu tư. Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Hoàng Quốc Vượng cho biết, hiện Việt Nam đã tham gia 12 hiệp định, đang tiếp tục đàm phán 4 hiệp định thương mại tự do FTA. Điều này thể hiện quan điểm thương mại mở, phù hợp với cam kết quốc tế. Ông Miki Lintila, Bộ trưởng Kinh tế Phần Lan đánh giá cao những thông tin chia sẻ nhất trí sớm ký kết phê chuẩn và triển khai hiệp định thương mại tự do việt nam eu nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa việt nam và eu nói chung và giữa việt nam và phần lan nói riêng